Sáng nay, 21.5, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án gian lận điểm thi kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 tại Sơn La. Chủ tọa phiên tòa là ông Quản Hữu Chiến, tham gia tố tụng có 12 bị cáo, 49 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, 38 người làm chứng. Tuy nhiên, chỉ có 4 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, cùng 16 người làm chứng có mặt. Sẽ xét xử trong nhiều ngày, cả thứ Bảy và Chủ nhật, bà Lê Thị Thu Hà, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La, VKS, cho rằng dù 45/49 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, 22 người, 38 người làm chứng vắng mặt nhưng điều này không ảnh hưởng gì tới quá trình xét xử của phiên tòa. Theo bà Hà, đây là lần thứ hai diễn ra phiên tòa. Tại phiên tòa lần trước cũng như trong quá trình điều tra bổ sung, hồ sơ vụ án đã thu thập được nhiều lời khai và minh chứng, nên việc vắng mặt những người này không ảnh hưởng tới việc xét xử của tòa. Bị cáo Nguyễn Minh Khoa, nguyên cán bộ công an tỉnh Sơn La, người bị truy tố bởi tội danh đưa hối lộ, đề nghị tòa triệu tập bà Lê Thị Thanh Yến, vợ của bị cáo Lò Văn Huynh. Bà Yến là một trong số những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được tòa án mời đến tham gia tố tụng, nhưng bà Yến cao ốm không đến. Theo ông Khoa, các lời khai của bà Lê Thị Thanh Yến là liên quan tới tội danh đưa hối lộ mà ông Khoa bị truy tố, vì thế, việc vắng mặt của bà Yến ảnh hưởng rất lớn tới việc xét xử của tòa đối với cá nhân mình. Các luật sư đại diện cho một số bị cáo tại phiên tòa cũng đồng tình với quan điểm của đại diện VKS, tuy nhiên cũng đề nghị tòa triệu tập nhân chứng quan trọng là ông Hoàng Tiến Đức, nguyên giám đốc sở GDT Sơn La, và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Lê Thị Thanh Yến. Chủ tọa phiên tòa Quản Hữu Chiến đã quyết định tiếp tục phiên tòa, nhưng cũng cho biết phiên tòa diễn ra nhiều ngày, do đó, ở các buổi xét xử sau, sẽ xem xét lý do sức khỏe của ông Hoàng Tiến Đức và bà Lê Thị Thanh Yến, nếu hai người này đủ sức khỏe để tham gia phiên tòa thì tòa sẽ triệu tập. Ông Chiến còn cho biết phiên tòa sẽ làm việc cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Ông Hoàng Tiến Đức, bà Lê Thị Thanh Yến có vai trò gì? Theo cáo trạng của VKS, bị cáo Trần Xuân Yến, nguyên phó giám đốc sở GDT Sơn La, đã nhận từ ông Hoàng Tiến Đức, nguyên giám đốc sở GDT Sơn La, tờ danh sách của 8 thí sinh để sửa bài thi, nâng điểm các bài thi. Cụ thể là các thí sinh Nguyễn Hà Phong, nâng điểm các môn văn, toán, sử; Nguyễn Đức Anh, nâng điểm các môn toán, lý, tiếng Anh; Bùi Thành Nam, nâng điểm các môn toán, văn, sử; Trần Thị Minh Anh, nâng điểm các môn toán, văn, tiếng Anh; Đỗ Minh Hoàng, nâng điểm các môn toán, văn, tiếng Anh; Nguyễn Yến Khanh, nâng điểm các môn toán, văn, tiếng Anh; Dương Thị Thu Hằng, nâng điểm các môn toán, văn, tiếng Anh; và Đào Thị Ngọc Khánh, nâng điểm các môn toán, lý, hóa. Sau khi nhận thông tin của các thí sinh từ nhiều nguồn chứ không chỉ từ riêng ông Đức, Trần Xuân Yến đã tổng hợp chung thành danh sách ghi rõ họ tên, số báo danh, địa điểm thi, các môn thi cần nâng điểm, mã đề thi và tổng điểm cần đạt được từng môn của từng thí sinh. Liên quan tới bà Lê Thị Thanh Yến, theo lời khai ban đầu của bị cáo Lò Văn Huynh, bị cáo Nguyễn Minh Khoa đã đến nhà Huynh đưa tiền là 1 tỷ đồng cho bà Lê Thị Thanh Yến, vợ của bị cáo Huynh, để nhờ nâng sửa điểm bài thi cho một số thí sinh. Khi Lò Văn Huynh bị cơ quan an ninh triệu tập điều tra, bị cáo Khoa gọi điện cho bà Yến để đòi lại tiền. Về sau, số tiền này, gia đình bị cáo Huynh vẫn chưa đưa lại cho bị cáo Khoa, mà giao nộp cơ quan điều tra. Sau khi bị khởi tố bổ sung về tội nhận hối lộ, Lò Văn Huynh thay đổi lời khai trên. Nhưng căn cứ vào các minh chứng thu thập được trong quá trình điều tra bổ sung, VKS vẫn truy tố bị can Lò Văn Huynh với tội danh nhận hối lộ, đồng thời truy tố bị can Nguyễn Minh Khoa tội đưa hối lộ.